Xin cảm ơn nhân Tiến Lâm. Và ngay bây giờ, ngay lúc này, để chúng ta có thể biết cách ứng dụng, vận dụng những cái kiến thức ở trong sách, những cái cách để chúng ta vận dụng sức mạnh tiềm thức chữa lành cho cơ thể chúng ta, giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, tráng kiện, giúp cho người thân của chúng ta được sống trong cái sự khỏe mạnh, đúng không ạ? Thì Hằng xin mời lên đây một em doanh nhân rất là trẻ và đã ứng dụng được những cái kiến thức ở trong cái cuốn sách này, cũng như là những cái kiến thức trong câu lạc bộ được các doanh nhân chia sẻ, đã đạt được rất rất nhiều thành công và đã giúp được cho rất là nhiều người ứng dụng thành công những cái bộ bí kíp này. Vâng, Hằng xin mượn đôi bàn tay xinh xắn của các anh chị ạ. À, tay đồ, tay đồ, tay đồ các anh chị ơi. Hằng xin mượn đôi bàn tay xinh xắn của các anh chị, xin chào đón lên đây doanh nhân em Hoàng Nguyệt, chia sẻ những cái cách chúng ta ứng dụng trong cuộc sống để chúng ta có được những cái thành công ạ. À, vâng, xin mời doanh nhân Hoàng Nguyệt ạ. Rồi, người xin chào tất cả các anh chị, chúc cả nhà mình một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bao nhiêu số các anh chị đã nghe rõ giọng của người nói, anh chị comment rõ rồi cho người thấy được không ạ? Ok. Bao nhiêu trong số các anh chị ngày hôm nay chúng ta đang cảm thấy là mình tràn đầy năng lượng thì anh chị comment tôi. Và bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta vừa đọc xong cái trang cái chương sách vừa rồi, chúng ta đã biết được cái cách chúng ta giải quyết vấn đề như thế nào, anh chị comment tôi. Và bao nhiêu trong số các anh chị đã biết cái cách làm thế nào để giúp đỡ cho người thân của mình khỏe mạnh và giúp đỡ cho bản thân của mình khỏe mạnh mỗi ngày, anh chị comment tôi. Ok, siêu tuyệt vời, một cái chương sách rất là hay. Một cái chương sách rất là hay. Và khi các anh chị đã nắm được những cái bí kíp này rồi thì chúng ta hãy ứng dụng nó vào trong thực tế cuộc sống của chúng ta. Ok, lời đầu tiên thì Nguyệt cũng gửi lời biết ơn tới doanh nhân chị Hoàng Hằng, từ sáng tới giờ đã giúp cho chúng ta thực hiện những cái quy trình siêu năng lượng. Cảm ơn doanh nhân chị Bùi Thảo đã chia sẻ cho chúng ta những cái quy trình rồi những cái chương sách để giúp cho chúng ta thuận lợi từ sáng tới giờ. Và cảm ơn những cái câu chuyện, cảm ơn cái câu chuyện truyền cảm hứng của chị Mai Nga. Chị Mai Nga có rất là nhiều những cái thành công đúng không anh chị? Và hẹn chị Mai Nga một cái ngày nào đó mở cái Zoom riêng cho chị Mai Nga kể thành công. Ok không ạ? Và một cái người nữa mà chúng ta gửi lời biết ơn đó là doanh nhân em Tiến Lâm, một cái giọng đọc vô cùng là tuyệt vời. Và cái người chúng ta cần biết ơn nhất đó là chính cái cơ thể này đã cho phép mình dậy thật là sớm, ngồi ở đây và thực hành những cái quy trình từ sáng tới giờ và đón nhận những cái kiến thức tuyệt vời ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau dành ra 30 giây, chúng ta ôm lấy cái cơ thể này và ra quyết định anh chị nhé. Rồi chúng ta cùng nhau quay trở lại anh chị ơi. Bao nhiêu trong số các anh chị ngày hôm nay là người mới, chúng ta ngày hôm nay chúng ta mới vào Zoom buổi đầu tiên ạ? Anh chị comment số 1. Chúng ta đang theo dõi, chúng ta đang đọc cái chương cái sách sức mạnh tiềm thức anh chị nhé. Anh chị nào mà chưa có sách thì chúng ta chuẩn bị cho mình những cuốn sách. Mà cái cuốn sách sức mạnh tiềm thức là một trong những ba cuốn sách nền tảng cơ bản mà hầu hết tất cả những ai khi mà vào câu lạc bộ thì đều được những anh chị hướng dẫn nói lại đúng không ạ? Đây là ba cái cuốn sách nền tảng cơ bản nên là hãy sở hữu nó và đọc nó thật là nhiều lần anh chị nhé. Ok, người xin chào tất cả các anh chị đang xem livestream của Nguyệt. Rồi ngày hôm nay thì cái chương sách số 5. Cái chương này khi đọc qua khi khi mà chúng ta đọc cái chương sách này thì bao nhiêu số các anh chị đã biết được cái cách giải quyết các vấn đề của mình.
có được cái câu trả lời cho những cái vấn đề của mình. Thì nếu như anh chị nào mà vẫn còn cái câu hỏi là sao mà mọi người hút được tiền nhiều thế mà chị không hút được, thì có nghĩa là anh chị đang chưa có câu trả lời, đúng không ạ? Hay là có anh chị nào mà còn có cái câu hỏi là à, sao mọi người kinh doanh gì mà giàu thế, sao chị chả biết kinh doanh gì cả, thì lúc đó là anh chị chưa biết câu trả lời. Hay là có anh chị nói rằng là sao mà mọi người ứng dụng mối quan hệ tuyệt vời thế, sao chị vẫn chưa kết nối được với chồng với con, thì khi đó là các anh chị vẫn chưa có câu trả lời. Và có anh chị thì nói rằng sao mà mọi người có thể khỏe như vậy, đúng không ạ, năng lượng như vậy, ngày nào cũng dậy sớm từ lúc 4:30 sáng rồi tới tối khuya 11 giờ mới đi ngủ mà vẫn cứ tràn đầy năng lượng cả ngày, sao mà chị dậy được có vài bữa, đúng không ạ, dậy được có vài bữa vài tuần mà sao chị thấy oải quá, có đúng không anh chị? Thì khi đó là anh chị chưa có được cái câu trả lời cho cái vấn đề của mình. Đó là lúc anh chị chưa biết cách vận hành của tiềm thức để có được cái câu trả lời cho cái vấn đề của mình. Đúng không anh chị? Bao nhiêu trong số các anh chị vẫn có những cái câu hỏi như vậy đối với những cái người hỗ trợ cho mình ạ? Anh chị nào mà chưa biết cái cách trả lời thì cho những cái vấn đề của mình ý, thì hiện tại anh có nghĩa là hiện tại anh chị vẫn đang có những cái vấn đề đó và anh chị chưa biết cái câu trả lời, chưa biết cái cách thức làm như nào, anh chị comment số 1 cho người thấy được không ạ? Còn anh chị nào đã ngộ ra cái điều gì đó trong cái chương sách ngày hôm nay thì anh chị comment số 2. Là biết được có được cái câu trả lời ạ, anh chị comment số 2 cho mình. Ok, rất là tuyệt vời. Có anh chị nào chưa có câu trả lời cho vấn đề của mình không ạ? Rất là tuyệt vời, có rất là nhiều anh chị đã có được câu trả lời cho mình ở trong cái chương sách này. Có anh chị Lê Thiện là chưa biết câu trả lời. Ok, vậy thì lát nữa người sẽ phân tích rất là kỹ để cho các anh chị nắm được. Ok, và có một số anh chị ngày hôm qua thì có hỏi Nguyệt rằng là em ơi cái cách ra quyết định là như nào, tại ngày hôm qua Nguyệt có ghim lên lên trên nhóm cái cách ra quyết định, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ người sẽ chia sẻ này, cái cách ra quyết định ví dụ như bây giờ anh chị vào Zoom thì anh chị vào Zoom đọc sách đúng không ạ, vào Zoom chúng ta đón nhận những cái kiến thức, thì cái cách ra quyết định là ngay bây giờ ngay lúc này tôi rất là cảm ơn cái thời khắc này tôi đã có mặt ở đây, đúng không ạ? Và tôi đã nắm được những cái bí kíp, nắm được cái giải pháp cho mọi cái vấn đề ngày hôm nay, hoặc là nắm được cái giải pháp cho cái vấn đề của tôi, giúp cho tôi có cái cuộc sống là thành công hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, giàu có hơn, đúng không ạ? Anh chị viết xuống cái quyết định của mình như vậy, hoặc là giúp giúp cho tôi đạt được cái mục tiêu của anh chị là gì, anh chị viết ra. Anh chị đã hiểu cái cách mình ra quyết định chưa? Ok. Và trong cái chương sách ngày hôm nay anh chị lật ra trang 84 đi ạ. Trang 84. Trong cái trang này có cái câu rất là hay là hãy biết rằng luôn có cái câu trả lời cho mọi cái vấn đề khi mà chúng ta gặp một cái vấn đề nào đó. Vậy thì khi mà gặp cái vấn đề nào đó thì chúng ta hãy đầu tiên này đóng chặt cửa tâm thức, à đâu một số nhà tâm thần học hay mục sư thực hiện tiến trình chữa lành bằng cách vào phòng riêng và đóng cửa lại,
Như thế có nghĩa là họ đã tĩnh tâm, thư giãn, thả lỏng và nghĩ về quyền năng chữa lành vô lượng bên trong họ, đóng chặt cửa tâm thức trước tất cả những quấy nhiễu cũng như những cái sự việc xảy ra bên ngoài, và sau đó họ truyền đạt yêu cầu hoặc là cái mong mỏi của mình đến tiềm thức một cách thanh thản và chủ ý, với nhận thức rằng trí tuệ của tâm thức sẽ hồi đáp theo những cái nhu cầu cụ thể của họ. Hay không ạ? Hay không anh chị? Anh chị hãy đánh dấu lại, đánh dấu lại cái phần đấy nhá, đánh dấu lại cái đó. Khi mà chúng ta gặp một cái vấn đề nào đó, chúng ta có được cái câu trả lời ở cái phần này, anh chị mở và anh chị nhớ đánh dấu lại. Và sau khi mà chúng ta học cái buổi cái phần này thì anh chị có thể là viết ra cái phần trả lời này để lên cái tờ giấy A4 và dán lên tường. Khi mỗi khi mà chúng ta có vấn đề nào đó thì thứ nhất là chúng ta hãy chạy vào phòng riêng, đóng cửa lại, đúng không ạ? Chạy vào phòng riêng và đóng cửa lại. Anh chị chú ý là cái giải pháp có nghĩa là bạn hãy tĩnh tâm, thư giãn, thả lỏng và nghĩ về cái quyền năng chữa lành bên trong của mình. Nghĩa là khi mà chúng ta gặp cái vấn đề gì thì chúng ta không có vội phản ứng lại những cái vấn đề đó, tại vì lúc đó các anh chị đang chưa có sáng suốt, anh chị đang ở trong cái trạng thái lo lắng, sợ hãi, hoang mang, đúng không ạ? Hay là đang ở trong cái trạng thái giận dữ. Có thể là đánh giá, phán xét bất kỳ những cái điều đó, hoặc là những cái cảm xúc nào đó mà nó không tốt đẹp nếu như chúng ta có cái phản ứng luôn. Các anh chị đang trong cái tình huống là khi nếu mà chúng ta đang không có được, có nghĩa là cái vấn đề gì đó nó đến với chúng ta mà chúng ta phản ứng ngay thì lúc đó là chúng ta đang gọi là cái thông tin nó mới đến não thú thôi. Đúng không? Trong não của chúng ta thì có cái ba cái lớp. Lớp não thú này, lớp não bò sát, sau đó mới đến lớp não người. Ví dụ như các anh chị gặp một cái tình huống nào đó mà chúng ta chưa được vui, ví dụ cái người nào đó mà nói cái gì đó không đúng về mình, là lập tức là chúng ta gọi là quạo lại liền, đúng không ạ? Có nghĩa là lúc đó là chúng ta phản ứng ngay, nếu mà mình quạo lại liền ấy, là mình phản ứng ngay với cái điều đó, là mình chưa lắng xuống, nghĩa là cái thông tin nó chưa kịp xuống đến cái não người ấy. Cái thông tin đó nó mới ở tầng ý thức của não thú thôi. Thì não thú thì nó có cái cách xử lý là một là biến, hai là chiến, đúng không ạ? Một là biến, hai là chiến luôn. Nên là lúc này mà ai làm gì mà không vui ấy, thì chúng ta rất là giận dữ và có thể là chiến luôn, đúng không ạ? Có thể làm những cái hành động, những cái lời nói nó không có được ok. Hoặc là hai là biến khỏi đó, thì với cái sự giận dữ, tức giận ở bên trong. Có nghĩa là lúc đó là cái thông tin đó nó chưa kịp đi xuống cái phần não người mà chúng ta phản ứng lại ngay cái sự việc đó, thì chúng ta đang chỉ sử dụng cái lớp não thú. Đúng không ạ? Và khi mà sử dụng cái lớp não thú thì có nghĩa là lúc đó chúng ta chưa có được cái sự minh triết. Chưa có được cái sự minh triết. Và sau đó khi mà chưa có được sự minh triết thì cái xử lý đó của chúng ta nó có đạt những cái như chúng ta mong muốn hay không? Không, đúng không ạ? Lấy những cái ví dụ cụ thể như này anh chị sẽ hiểu.
Anh chị thấy là anh chị rất là yêu thương con của mình, rất là yêu thương con của mình, nhưng mà nhiều lúc nó làm những cái hành động làm cho mình không kiểm soát được cái suy nghĩ, làm cho mình không kiểm soát được cái cảm xúc của mình la mắng nó, đúng không ạ? Mình không được nhẹ nhàng, thậm chí là dùng dùng bạo lực với con của mình luôn, hay là chồng của mình cũng vậy. Đôi khi người ta nói cái câu là giận quá mất khôn ấy. Mình rất là yêu thương chồng của mình, nhưng mà có đôi khi là giận quá mất khôn. Nếu như mình phản ứng lại ngay lập tức thì nó cái thông tin đó nó chưa kịp xuống cái não não người. Mà chưa kịp xuống cái thông tin não người thì chúng ta xử lý bằng thông tin của não thú, thì thú não thú nó có vậy thôi, chỉ có xử lý được như vậy thôi. Chúng ta rất là giỏi, tất cả chúng ta đều rất là giỏi, nhưng mà tại sao anh chị nói rằng là mình không kiểm soát được cái cảm xúc của mình? Bởi vì anh chị phản ứng ngay lập tức khi mà các anh chị nhận những cái thông tin, những cái tình huống, những cái vấn đề của mình mà các anh chị phản ứng ngay lập tức. Thì đó là cái chúng ta phản ứng ngay lập tức, và cái phản ứng ngay lập tức đó thì hầu hết là nó không theo như cái ý mình mong muốn. Vậy thì bây giờ khi mà gặp một cái tình huống nào đó mà chúng ta có thể là không thích, không vui, thì chúng ta có cái giải pháp như thế nào ạ? Đầu tiên là chúng ta từ từ để cho tâm trí mình lắng xuống đã, bằng cách là anh chị hãy quay về tập trung vào bên trong chính mình, đúng không ạ? Có thể là vào phòng riêng và sau đó hít thở thật là sâu, sau đó để mình ở trong cái trạng thái là thư giãn thả lỏng để lắng xuống đã, đúng không ạ? Để lắng xuống đã. Thì lúc mà lắng xuống rồi thì mình mới biết là mình nên như thế nào, có nên như thế này hay không. Đôi khi chúng ta phản ứng ngay thì chúng ta thì chúng ta có nghĩa là chúng ta giận quá mất khôn ấy. Phản ứng ngay là giận quá mất khôn. Thì khi mà gặp vấn đề như vậy thì anh chị lắng xuống, quay về bên trong của mình, đúng không ạ? Lắng xuống, quay về bên trong của mình, thư giãn thả lỏng, thì lúc đó cái thông tin nó sẽ được đi xuống cái não người, thì chúng ta sẽ cái này mình có, điều này mình có nên làm hay không, nó có lợi ích như thế nào, nó có giúp cho mình đạt được cái điều mình mong muốn hay không, đúng không ạ? Chúng ta có cái sự chọn lọc, có cái sự phân tích để chúng ta đưa ra cái cách xử lý sao cho nó hiệu quả nhất, đúng không ạ? Có nhiều anh chị nói rằng là ôi la mắng con xong sau thấy sau nghĩ lại, đúng không ạ? Sau nghĩ lại lại thấy thương con mình, không lúc nãy không biết như thế nào mà mình lại lại làm những cái hành động không có tốt với con mình, đúng không anh chị? Có nhiều anh chị trong tình trạng như vậy không ạ? Lúc mình nóng giận lên mình phản ứng ngay là mình đưa ra những cái hành động nó thô bạo với con, nhưng mà sau đó là mình lại thấy rất là thương con. Khi mà mình lắng lại rồi thì chúng ta lại thấy rất là thương con, đúng không ạ? Thì khi ngày hôm nay chúng ta biết được cái kiến thức này rồi thì chúng ta hãy nhớ rằng là mỗi một khi gặp vấn đề nào đó thì hãy quay về bên trong, hãy cho cái thông tin nó xuống đến cái phần não người cái đã. Nếu như chúng ta phản ứng ngay lập tức, ngay tức thời cái lúc đó, thì chúng ta thấy là cái kết quả có đôi khi là chúng ta phải hối hận. Đúng hay rất đúng anh chị? Tại vì sao? Đó chính là cái cơ chế làm việc của não bộ của mình. Nên các anh chị hiểu được cái điều này ấy, mà chúng ta gặp những cái tình huống mà không có được như ý của mình ấy, thì anh chị đừng có phản ứng ngay.
Đúng không ạ? Vì khi mà phản ứng ngay thì là chúng ta đang xử lý cái tình huống đó thiếu cái sự minh triết, thiếu cái trí tuệ ở trong đó. Cái phần não thú của mình nó chỉ có như vậy thôi. Đó là cơ chế hoạt động của não bộ. Nên nếu như chúng ta phản ứng ngay khi mà chúng ta gặp cái vấn đề như vậy thì đôi khi cái tình huống đó nó không có được nó không có được ok, đúng không ạ? Nhiều khi nó gây ra những cái hậu quả rất là to lớn. Nên là khi mà những cái tình huống như vậy thì anh chị đừng vội lao vào mà không phân, có nghĩa là chúng ta đừng có vội lao vào, không có phân bua, không có đánh giá, không có phán xét, không có bị tác động bên ngoài, mà chúng ta hãy kìm lại, quay về bên trong. Đúng không ạ? Ở trong sách người ta nói rằng là hãy đóng cửa lại, hãy quay về bên trong, đóng chặt cửa lại, nghĩa là ngăn không đón nhận những cái thứ ở bên ngoài nữa, những cái điều không có tốt đẹp ở bên ngoài nữa. Lúc này là chúng ta đang bị rối, đúng không ạ? Lúc này là tâm trí của chúng ta đang bị rối. Những anh chị nào chúng ta đang bị rối như vậy, chúng ta nếu như mà chúng ta chạy đi tìm lời khuyên, mặc dù là có thể là anh chị tìm lời khuyên của những cái người mà họ có năng lượng cao hơn anh chị, họ có cái nhận thức cao hơn các anh chị, họ có thành công hơn các anh chị, nhưng mà nếu như chúng ta đi tìm lời khuyên ở cái thời điểm này thì anh chị cũng không đón nhận được, bởi vì lúc đó anh chị đang không ở cái trạng thái tĩnh lặng. Mà khi mà chúng ta ở trong cái trạng thái mà bối rối, anh chị không biết mình làm cái gì, thì chị hãy khoan xin lời khuyên của những cái người khác, đúng không ạ? Mà hãy quay trở lại bên trong của mình trước, và chúng ta thư giãn thả lỏng, đưa mình vào cái trạng thái tĩnh tâm. Nhớ cái khúc này rất là quan trọng anh chị nhé, đưa mình vào cái trạng thái tĩnh tâm. Đúng không ạ? Bằng cách như thế nào ạ? Hít thở thật là sâu, tập trung vào cái hơi thở của mình thôi. Đúng không ạ? Tập trung vào cái hơi thở của mình thôi. Và khi mà chúng ta tĩnh tâm được lại rồi, thì bắt đầu chúng ta truyền đạt cái thông tin mình muốn cho tiềm thức của mình nghe. Truyền đạt cái thông tin mà mình mong muốn ở cái vấn đề đó ấy, cho tiềm thức của mình nghe. Và nhớ một cái điều là chúng ta chỉ nói cái ngôn ngữ tích cực một chiều thôi. Được không ạ? Chỉ nói cái ngôn ngữ tích cực một chiều. Anh chị lưu ý ở cái đoạn này ạ. Ví dụ các anh chị nói rằng là tôi khỏi bệnh, tôi không còn bệnh nữa, thì tiềm thức nó chỉ hiểu cái từ chìa khóa thôi. Nên là anh chị học về tiềm thức, anh chị biết được cái quy luật vận hành của nó rồi, đúng không ạ? Nó không có hiểu từ không, nên nó chỉ nắm bắt cái từ khóa thôi. Nếu như chúng ta nói là tôi không còn bệnh nữa, thì nó chỉ nắm bắt cái từ khóa đó là từ bệnh mà thôi. Và tiềm thức thì có chức năng là đồng ý và cho nhiều hơn. Nó hiểu rất là đơn giản. Nó chỉ biết là anh chị nói cái điều đó, và đó là cái điều anh chị muốn, và nó cho nhiều hơn thế nữa. Nên là anh chị nắm bắt cái chìa khóa ở chỗ này khi chúng ta ứng dụng sức mạnh tiềm thức. Đúng không ạ? Tiềm thức là không có hiểu từ không, nên là chúng ta chỉ sử dụng cái ngôn ngữ tích cực một chiều để tiềm thức nó thực hiện đúng cái chức năng của nó, đó là đồng ý và cho thêm. Nó hiểu một cách rất là đơn giản, rất là trong trắng luôn các anh chị. Nó như một đứa trẻ, nó không có biết lý luận, không có phân biệt được đúng sai. Nên là nó chỉ nắm bắt từ khóa thôi, nên các anh chị phải lưu ý ở cái đoạn này. Có nhiều anh chị nói rằng ước gì mình hết cái bệnh đau đầu.
Vậy thì bây giờ anh chị hãy chuyển đổi lại cái ngôn từ tích cực một chiều. Đó là à, chị muốn khỏe cái đầu. Đúng không ạ? Thì tiềm thức nó chỉ biết nắm bắt cái từ khỏe thôi. Đó, Nguyệt dùng những cái từ trực tiếp như vậy, những cái từ mà không tích cực trực tiếp như vậy để cho các anh chị hiểu. Để anh chị hiểu được và anh chị thay đổi cái ngôn từ tích cực một chiều. À, có nhiều anh chị sống rất là tốt, sống rất là tốt, giúp đỡ rất là nhiều người, cũng làm từ thiện rất là nhiều. Nhưng mà cái ngôn từ anh chị sử dụng làm cho cuộc sống của anh chị đó không có được hạnh phúc. Mặc dù là làm rất là nhiều những cái việc thiện, giúp đỡ được rất là nhiều người khác, nhưng mà do cái ngôn từ mình sử dụng, nó do là anh chị không biết được cái quy luật vận hành của tiềm thức, đúng không ạ? Tiềm thức nó chỉ có đồng ý và cho thêm thôi. Nên là khi mà nói những cái ngôn từ đó, những cái ngôn từ không tích cực, thì tiềm thức nó chỉ có hiểu là nó, chúng ta muốn cái điều đó nó cho thêm, nó chỉ nắm bắt chìa khóa như vậy thôi. Nên là nhớ là thay đổi ngôn từ tích cực một chiều. Để lấy ví dụ như thế này để anh chị dễ hiểu hơn. Ở những cái chỗ nào mà người ta ghi là cấm, có cái biển cấm, ví dụ như cấm đái bậy, thì chỗ đó là nó không có được thơm luôn. Anh chị đồng ý điều đó không ạ? Hay là những cái chỗ nào mà họ nói là cấm đổ rác, thì ở đó nguyên một cái bãi rác luôn. Đúng không anh chị? Hay là chỗ nào mà họ ghi là cấm dẫm đạp lên cỏ, thì y chang chỗ đấy cỏ không lên nổi luôn. Càng cấm họ càng đến. Bởi vì đó cái quy luật vận hành của tiềm thức. Hay là cái chỗ nào mà đoạn đường nguy hiểm, thì y chang luôn cái đoạn đường đó là cái đoạn đường mà thường xuyên không có an toàn. Đúng không anh chị? Bởi vì cơ chế của tiềm thức, đó là cơ chế của tiềm thức, nó không có hiểu từ không, đơn giản như vậy thôi. Nên là trong cuộc sống chúng ta hãy chuyển đổi cái ngôn từ, hãy nói những cái hãy nói trực tiếp những cái từ mà mình mong muốn. Đừng có nói lòng vòng, đúng không ạ? Đừng có nói lòng vòng. Tiềm thức nó không hiểu, nó không biết suy luận, nó không hiểu cái anh chị nói gì, cái ý muốn của anh chị nếu như anh chị không nói trực tiếp vào cái ngôn từ đó. Nên là hiểu cái chức năng của tiềm thức để chúng ta vận hành trong cuộc sống của chúng ta. Có nhiều anh chị hỏi rằng là làm thế nào để mà chị gỡ rối? Bây giờ hoặc là chị đang rối rắm lắm. Tiềm thức nó nghe được cái từ rối và nó cho thêm những cái vấn đề đến để càng rối hơn. Đúng không ạ? Ví dụ như các anh chị nói với con, mẹ cấm con chơi game. Cấm con chơi game. Thì trong đầu, trong tiềm thức của con của mình chỉ có cái từ chơi game và nó chơi nhiều hơn. Đúng không anh chị? À, nó chơi game nhiều hơn. Bởi vì trong đầu, trong tiềm thức của nó chỉ nhận được mỗi cái từ chơi game thôi. Hay là có anh chị nói là con đừng có xem tivi nữa, đừng có xem điện thoại nữa, đúng không ạ? Thì nó chỉ nghe được cái từ tivi và cái từ điện thoại thôi. Xem điện thoại, xem tivi và nó xem nhiều hơn các anh chị. Càng cấm nó càng làm. Càng cấm nó càng làm. Nên là nếu như anh chị hiểu được cái cơ chế vận hành của tiềm thức ngày hôm nay, thì anh chị hãy thay đổi lại cái ngôn từ mình sử dụng với con. Đúng không ạ? Mình muốn con nó như thế nào thì mình nói ra. Ví dụ, con hãy chăm chỉ học đi. Đúng không ạ? Đó, anh chị muốn cái gì về con thì anh chị nói ra. Con rất là chăm chỉ, đúng không ạ? Con rất là siêng năng học tập. Đó, thì hãy thay đổi lại. Hãy thay đổi lại. Nếu như mà anh chị đang mắc phải, mà Nguyệt thấy là có rất là nhiều bố mẹ mắc phải cái trường hợp này, toàn nói là đừng có cấm, đúng không ạ? Càng cấm con càng làm, càng cấm nó càng làm. Nên là chúng ta lưu ý cái chỗ này để mình thay đổi, và anh chị sẽ ứng dụng thì anh chị sẽ thấy được là cái sự kỳ diệu
nó sẽ diễn ra. Anh chị phải làm phải làm thì chúng ta mới thấy được. Hay là anh chị để ý khi mà chúng ta đang làm cái việc gì đó, đúng không ạ? Ví dụ như người để ý này, khi mà con của mình rót nước ấy, mình bảo là khéo chẳng lại làm đổ nước ra ngoài, hoặc là khéo chẳng vỡ cốc, thì y chang lúc sau là vỡ luôn, đúng không ạ? Bởi vì khi mình nói cái đó thì trong đầu nó chỉ có cái, chỉ đón nhận được cái từ đó thôi, đúng không anh chị? Là toang luôn, đúng không ạ? Đó, nên là hãy chú ý cái cách mình dùng ngôn từ, mình hiểu thấu, hiểu rõ cái nguyên lý vận hành của tiềm thức, hiểu cái quy luật của tiềm thức, hiểu cái cách mà nó, nhiệm vụ của nó là gì, chức năng của nó là gì, thì chúng ta hãy ứng dụng nó vào trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy là nó thay đổi một cách nhiệm màu. Và nhớ là cái này anh chị, chỉ cần những cái nhỏ thôi anh chị sẽ thấy được, nó quá đúng luôn. Nên là chỉ sử dụng cái ngôn từ tích cực một chiều. Đúng không ạ? Chỉ sử dụng cái ngôn ngữ tích cực một chiều thôi. Ví dụ như ở trong này cũng có rất nhiều những cái ví dụ về sức khỏe chẳng hạn. Nó rất là thực tế. Hãy chuyển đổi, ví dụ như anh chị đang không khỏe một cái chỗ nào đó, thì anh chị đưa mình vào cái trạng thái thư giãn thả lỏng. Anh chị nói với cơ thể của mình, nói cho cơ thể của mình nghe những cái điều mà mình muốn. Ví dụ như là cơ thể tôi đang khỏe dần lên. Đó, thì anh chị hoặc là cái chỗ nào mà anh chị không có được khỏe thì anh chị có thể là xoa nhẹ vào đấy. Và nói là cái chỗ cái tế bào, cái chỗ đó của anh chị đang khỏe dần lên. Đó, cơ thể tôi đang khỏe dần lên. Được chưa? Và đó là cũng là cái lý do, nếu như anh chị nào mà không hiểu cái nguyên lý vận hành của tiềm thức ngày hôm nay ạ, không hiểu được kiến thức, thì tại sao có nhiều anh chị nói rằng anh chị đi học rất là nhiều những cái khóa học chữa lành, mà một hồi sau đó tự nhiên anh chị càng thấy hút nhiều vấn đề, đúng không ạ? Nhiều, rất nhiều anh chị Nguyệt hỗ trợ, anh chị nói với Nguyệt là anh chị học hết cái khóa nọ đến khóa kia, chữa lành nọ chữa lành kia, học rất là nhiều rồi, nhưng mà vấn đề nó lại càng đến nhiều hơn. Vậy thì tại sao? Những cái khóa chữa lành rất là tốt, tuy nhiên là khi mà chúng ta hiểu được rằng khi mà đào sâu phân tích những cái vấn đề, thì chúng ta sử dụng trong những lớp học đó là sử dụng rất là nhiều những cái ngôn từ không tích cực, đào bới lại những cái mà chúng ta đang mắc. Càng phân tích càng thu hút những vấn đề thôi, đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta rất là dễ dàng bị ám thị bởi những lời nói, rất là dễ bị ám thị bởi những lời nói đó. Và càng phân tích càng đi sâu thì tiềm thức của chúng ta nó chỉ có biết là nó nắm bắt từ khóa đó thôi, nó cho chúng ta khi mà chúng ta tập trung đào xới những cái không có tích cực của mình, tiềm thức nó chỉ nhận được cái điều không tích cực đó thôi, và nó chỉ làm đúng cái chức năng của nó là đồng ý và cho nhiều hơn nữa. Nên là khi gặp những cái vấn đề ấy, thì thứ nhất anh chị hãy tĩnh tâm lại. Thứ hai là nói ra cái điều mình mong muốn. Thứ ba, thực hành lòng biết ơn đủ nhiều. Thực hành lòng biết ơn đủ nhiều. Khi mà các anh chị biết được cái điều mình muốn rồi ấy, chúng ta cứ hướng tới liên tục nói cho mình nghe những cái mà chúng ta muốn được. Liên tục lặp đi lặp lại. Sau đó tự nhiên tiềm thức sẽ cho chúng ta, mách bảo cho chúng ta những cái ý tưởng, những cái câu trả lời.
chứ không có dùng cái giải pháp là đào xới bới móc những cái quá khứ của mình lên, bởi vì quá khứ của mình nó đã là những cái hạt mà mình gieo vào và mình đang gặt quả ở đó rồi, và cái quả đó là cái quả mình không muốn ăn, đúng không? Cái quả đó là cái quả nó không có hạnh phúc, quả đó là cái quả nó không có vui vẻ. Mình đã gieo trong quá khứ rồi, giờ mình không muốn gặt nó nữa thì mình đừng có gieo tiếp nó xuống nữa. Bao nhiêu trong số các anh chị ngày hôm nay tốt nghiệp cái bài học này? Nó rất là đơn giản, nhưng mà các anh chị phải hiểu được cái điều này thì chúng ta rất là dễ dàng vượt qua những cái trở ngại của mình. Có cái câu chuyện mà Nguyệt nghe được, Nguyệt kể cho các anh chị cái bữa đó, có cái chị nói rằng là chồng của chị là chưa có được chung thủy á. Tôi an toàn anh chị nhé. Chị cứ nói là chị cố gắng đi thu thập những cái thông tin, những cái bằng chứng không tốt về anh ta, về chồng của mình, đúng không ạ? Rồi thì nói với người này người kia, còn họ còn nói với chị ấy rằng là chị phải đi thuê thám tử, phải đi thuê người nọ người kia để rình rập và nắm bắt được những cái thông tin là chứng minh là anh chồng của chị là không có chung thủy. Trời ơi, anh chị đâu có muốn là chồng của mình không chung thủy, đúng không ạ? Chị không có muốn cái điều đó mà chị lại cứ đi lục tìm như vậy. Thì cái gì mà chúng ta lục tìm thì kiểu gì cỡ nào nó cũng thấy anh chị, cỡ nào cũng tìm ra, bất kỳ cái gì mà chúng ta chú tâm vào thì nó đều có câu trả lời hết, anh chị cũng tìm ra cái câu trả lời hết. Vậy thì thay vì tìm kiếm những cái vấn đề thì chúng ta hãy tập trung vào cái điều mình muốn, tìm kiếm những cái điều mình muốn. Thì anh chị tập trung vào thực hành lòng biết ơn. Khi mà biết ơn đủ nhiều thì anh chị sẽ kết nối được với sức mạnh của vũ trụ. Và anh chị ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn. Mà các anh chị, những anh chị mà ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn mà trước đó mà chúng ta là những cái người mà rất là tích cực, không có hay đánh giá phán xét người khác, rồi không có hay ở trong cái trạng thái không tích cực ấy, thì những anh chị đó ứng dụng rất là nhanh và ứng dụng rất là giỏi luôn. Rất là đỉnh luôn. Anh chị công nhận điều đó không ạ? Đúng không anh chị? Nhưng nếu như những ai mà trước khi anh chị biết về sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn mà anh chị ở trong một cái thời gian quá lâu chìm đắm trong cái sự không tích cực thì anh chị cần có một chút thời gian. Cần có một chút thời gian để anh chị tĩnh tâm lại, chúng ta thay đổi lại những cái ngôn từ chúng ta muốn, đúng không ạ? Chúng ta cần có một chút thời gian để chúng ta chuyển hóa bản thân mình. Chứ có nhiều anh chị khi mới bước vào, có nghĩa là mới 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 vào thôi, trước đó anh chị gặp toàn vấn đề thôi và cứ hỏi là tại sao người này hút được tiền mà tôi chưa hút được tiền, đúng không ạ? Tại sao người này làm được cái điều đó mà tôi lại không làm được cái điều đó? Bởi vì cái tâm của anh chị, cái tần số năng lượng anh chị phát ra nó chưa tích cực, mình chưa thanh lọc được mình, thì chúng ta phải thực hành lòng biết ơn đủ nhiều, đúng không ạ? Mình phải thay đổi lại cái trường năng lượng, phải cho cái năng lượng của mình lên cái tần số nó ngang bằng với cái tần số những cái mục tiêu mà mình muốn hút, thì chúng ta mới hút được những cái mục tiêu của chúng ta. Cứ chứ vào đây mà cứ nói là chị ứng dụng mãi không có kết quả, bởi vì các anh chị chưa thực hành lòng biết ơn đủ nhiều thôi. Đó, có nhiều anh chị hỏi Việt rằng là bây giờ mình vào đây mình chưa có được nhiều tiền, mình đang túng thiếu, thì vậy thì làm sao nói sao để mà tiềm thức hưởng ứng cho mình giàu lên, đúng không ạ? Vậy thì thay vì anh chị nói là thay vì anh chị nói là đang thiếu, đúng không ạ, thì hãy nói là tôi đang giàu lên. Tôi đang giàu lên, đúng không ạ? Tôi đang thành công lên mỗi ngày.
nếu như các anh chị mong muốn một đằng, anh chị nói là làm thì anh chị mong muốn là anh chị có được nhiều tiền, nhưng anh chị nói là bây giờ chị thiếu như thế này, đúng không ạ? Thiếu tiền, cứ tập trung vào cái từ thiếu như vậy, thì nó đang bị mâu thuẫn giữa cái điều mình muốn và cái lời nói mình nói ra. Và tiềm thức thì nó không có phân biệt được. Đúng không ạ? Tiềm thức nó không có phân biệt được, nên là anh chị lưu ý khi chúng ta học về tiềm thức thì chúng ta hãy hiểu cái quy luật vận hành của nó một cách rõ ràng để chúng ta ứng dụng một cách đúng đắn nhất. Có nhiều anh chị chưa đúng thì chúng ta sẽ ứng dụng nó chưa ra kết quả như chúng ta mong muốn. Anh chị hình dung nó giống như thể là chúng ta tham gia luật giao thông, đúng không ạ? Chúng ta tham gia giao thông, mong muốn của chúng ta là chúng ta đi đúng với cái yêu cầu mà pháp luật đưa ra, đúng không ạ? Thực hành đúng cái nội quy mà pháp luật đưa ra, nhưng chúng ta lại không hiểu luật. Chúng ta không hiểu luật thì đèn đỏ chúng ta cứ thế chúng ta đi, thì chúng ta có đạt được cái điều chúng ta muốn không anh chị? Không, cái kết quả nó sẽ ra cái kết quả ngược lại. Thì bởi vì là chúng ta chưa hiểu luật. Thì ở đây cũng vậy, khi chúng ta ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn thì chúng ta phải hiểu cái cách thức vận hành của nó để chúng ta ứng dụng làm sao để mình thu hút được cái mục tiêu của mình. Ứng dụng sao cho nó đúng. Đúng rồi ạ. Ok, kiến thức thì nó rất là nhiều nhưng mà cái thời gian thì nó cũng cũng không có nhiều á. Nên là Nguyệt sẽ dành ra một cái buổi khác để Nguyệt nói sâu hơn. Để Nguyệt có thể nói sâu hơn về cái về những cái cách thức vận hành của tiềm thức. Có rất nhiều những cái câu chuyện mà chỉ có tiệm gọi là khi mà kể ra thì mình mới biết là chỉ có thể là tiềm thức làm mà thôi, đúng không ạ? Để chúng ta hiểu rõ hơn thì ngày hôm nay lúc 9:30 Nguyệt sẽ hỗ trợ cho các anh chị một giờ đồng hồ nữa để anh chị có thể là hiểu rõ hơn về những cái cách thức mà ứng dụng và cái cách mà giải quyết những cái vấn đề khi mà chúng ta gặp phải những cái trở ngại, gặp phải những cái nghịch cảnh. Có nghĩa là sẽ có những cái câu chuyện thực tế để chúng ta áp dụng vào trong cái thực tế của chúng ta, bởi vì mỗi người thì có những cái vấn đề khác nhau và cái công thức thì nó là chung như vậy, công thức chung như vậy, nhưng mà quan trọng là chúng ta hiểu được và chúng ta ứng dụng vào trong thực tế. Và có thể là những cái câu chuyện mà mọi người kể ra thì đâu đó nó sẽ giống những trường hợp của anh chị, thì anh chị áp dụng vào nó dễ hơn. Ok không ạ? Bao nhiêu số các anh chị có mặt trong buổi Zoom 9:30 sáng ngày hôm nay ạ? Anh chị comment tôi. Ok. Và bây giờ thì anh chị nào mà phải đi làm thì chúng ta rời Zoom. Còn anh chị nào mà không phải, anh chị có thời gian thì anh chị hãy ngồi lại cùng với Nguyệt để thực hành lòng biết ơn và thực hiện cái quy trình tĩnh tâm. Ok, rất là cảm ơn tất cả anh chị đã chú ý lắng nghe.